Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần giúp Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng đường biên giới hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau, những chuyến tuần tra chung trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia giữa cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Thầy và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakere, Vương quốc Campuchia thường xuyên được tổ chức. Đây là dịp hai bên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vụ việc phát sinh và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị. Qua công tác đối ngoại biên phòng, đồn biên phòng Sa Thầy thường xuyên phối hợp trao đổi, thông báo tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, làm tốt công tác phòng chống dịch, giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Campuchia nhằm củng cố, tăng cường mối đoàn kết giữa đồn biên phòng Sa Thầy và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Tôi đánh giá rất cao tình đoàn kết hữu nghị giữa đồn Tà Ngà với đồn biên phòng Sa Thầy của Việt Nam trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, hợp tác tuần tra chung và hỗ trợ lẫn nhau khi mỗi bên gặp khó khăn. Xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ quan trọng trong những năm qua, cấp ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum luôn triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum thường xuyên thăm hỏi chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào và Vương quốc Campuchia vào các dịp lễ Tết của nước bạn, thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin và triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị. Tiêu biểu như hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Ratanakere Campuchia, hai tỉnh Atapu, Sekong, Lào với Bộ đội Biên phòng Kon Tum năm 2018 và sắp đến là hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền là tổ chức kết nghĩa bản bản hai bên biên giới để thông qua kết nghĩa thì tăng cường hơn nữa cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đặc biệt là các đồn biên phòng ở trên hai tuyến biên giới thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là tổ chức kết nghĩa với lực lượng bảo vệ ở phía bên kia biên giới để tăng cường hơn nữa các cái mối quan hệ đoàn kết. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra chung và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Đặc biệt các đồn biên phòng hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trong dịch bệnh COVID-19 và những lúc thiên tai, lũ lụt. Các hoạt động khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh khó khăn theo chương trình nâng bước em đến trường, tuyên truyền về quy chế biên giới cho nhân dân ngoại biên được các đồn biên phòng triển khai hiệu quả. Bố mất nhà đông anh em nên em định nghỉ học từ năm lớp 8. Nhờ Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ chương trình nâng bước em đến trường, em được đi học đến lớp 12. Em sẽ phấn đấu vào đại học, cố gắng học để đền đáp công ơn Bộ đội Biên phòng Kon Tum, vun đắp thêm tình hữu nghị đoàn kết Lào-Việt Nam. Được quân y biên phòng Việt Nam khám bệnh cho thuốc, dân làng Tà Ngà rất cảm ơn. Chúng tôi cũng được tuyên truyền về đường biên cột mốc để khi làm nương rẫy không vi phạm. Kết quả đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum góp phần quan trọng vào việc tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung và giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Ratanakere, Campuchia, Atapu, Sekong, Lào nói riêng.